Hello Trà Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một món bánh khoai mì chuối rất là đặc biệt luôn, với cái lớp nước cốt dừa là vị lá dứa nè, thơm thon thoảng, có cái màu đẹp mắt, cùng với cái độ béo ngậy từ nước cốt dừa đó, dai dai mềm mềm nè, hòa cùng với cái vị ngọt thơm từ chuối rất là đậm đà và hấp dẫn. Thì mời các bạn cùng vào bếp mình cùng thực hiện món bánh ngon này nha. Đầu tiên thì mình có chuẩn bị đây là chuối xiêm. Mình dùng chuối xiêm đen á, chín càng mùi á thì nó có cái độ ngọt càng ngon nha. Rồi mình lột vỏ xong rồi cái mình cắt ra khoanh khoanh nhỏ nhỏ mỏng mỏng như nè. Ở đây thì mình dùng 6 trái chuối, nhưng mà chuối của mình cũng không có lớn lắm đâu. Phần chuối mình đã cắt xong rồi, mình cho vào đây 2 muỗng canh đường. Và đây là rượu trắng, mình dùng 2 muỗng canh. Xóc đều lên để cho cái phần chuối này nó ngấm đường và rượu á. Thì mình sẽ để đây mà mình ướp nha. Mình sẽ ướp chuối này từ 1 tiếng cho đến qua đêm, có thể để vào tủ lạnh. Mình chuẩn bị đây là 500g khoai mì đã gọt sạch vỏ, xong mà cái rửa sạch, có thể ngâm trong nước khoảng 1-2 tiếng á. Khoai mì này thì các bạn dùng cái loại khoai nào cũng được. Cắt ra nhỏ nhỏ để cho vô trong có sinh tố xay cho nó dễ. Cắt xong các bạn bỏ cái cọng chỉ ở giữa đi, có thể mài cũng được nữa. Cắt xong hết rồi các bạn cho vô có sinh tố để xay nha. Mình cho thêm chút xíu nước cho nó dễ xay. Rồi các bạn sẽ xay cho hỗn hợp khoai mì này mới mịn ra. Khi thấy hỗn hợp khoai mình xay được mịn rồi thì các bạn tắt cối đi. Mình sẽ lượt nó lại bằng cái túi lượt hoặc là cái miếng giấy mùng á. Rồi các bạn vắt hết cái phần nước này đi, tại vì nước nó nhiều lắm mà nãy mình xay á. Vắt cho nó khô ráo rồi mình để qua bên nè, để có được khoai mì. Phần nước này mình để nửa tiếng cho nó lắng bột. Tiếp theo mình chuẩn bị 100g bột năng hay là bột mì tinh, 100g bột gạo, có loại nào các bạn dùng loại đó, 300ml nước cốt dừa, chút xíu muối. Và đây là 100g đường, tại vì chuối nó ngọt rồi đó. Phần chuối thì mình đã ướp đường rồi nè, bây giờ mình thấy nó ra nước hết rồi, phần đường nó tan ra hẳn á. Pha bột luôn nha, cho lần lượt bột năng, bột gạo, rồi mình cho đường vô luôn, dằn thêm chút muối, trộn sơn cái cho hỗn hợp bột này nó quyện với nhau. Xong rồi các bạn sẽ lấy 300ml nước cốt dừa mình cho vô. Rồi trộn đều lên, cho bột của mình nó tan mịn ra nha. Trộn cho phần bột này nó tan thật là mịn luôn, để chút nữa mình cho khoai mì vô nó không có bị ốc trâu. Phần bột đã tan mịn hẳn rồi nè. Rồi mình để đây chút nha. Mình chuẩn bị tiếp là 50g bột gạo, 20g bột năng hay là 2 muỗng canh á, hai loại này 70g, chút muối, 50g đường, 150ml nước cốt dừa và 100ml nước lá dứa xay ra để mình làm cái lớp nước cốt dừa màu lá dứa. Rồi bây giờ pha bột luôn, cho lần lượt bột gạo, bột năng, muối, đường, nước lá dứa, nước cốt dừa luôn. Thì mình dùng ở đây là 70g bột, 250ml chất lỏng gồm có nước cốt dừa và nước lá dứa. Các bạn trộn cho nó tan ra. Sau khi bột tan thì mình để nghỉ 15 phút cho bột nở. Quay trở lại cái phần nước khoai mì hồi nãy nè, mình sẽ chắt hết cái phần nước trong màu vàng ở bên trên bỏ đi. Hỗn hợp ở bên dưới chính là tinh bột của củ khoai mì. Mình sẽ lấy hết cái phần tinh bột này cho vào trong khoai. Mình cho hết vô trong cái thau bột hồi nãy nè. Các bạn sẽ trộn đều lên nha. Lần trước thì mình có video làm bánh da lợn khoai mì với đậu xanh. Hôm nay thì mình làm bánh chuối khoai mì với cái lớp nước cốt dừa màu lá dứa. Đây cũng là một món mà mình nhận được yêu cầu rất là lâu mà hôm nay mới thực hiện được. Cuối cùng là mình sẽ cho chuối vô. Mình cho vào đây chút xíu màu thực phẩm, mình dùng màu lá cẩm á, để cho cái lớp bột chuối của mình nó có màu đẹp nha. Còn nếu các bạn không thích thì bỏ qua bước này.
trộn đều lên thì hỗn hợp của mình nó sẽ sệt sệt vậy nè. Nó đừng có quá lỏng mà cũng đừng có đặc quá, nếu đặc quá là nó sẽ bị cứng. Mình dùng cái khuôn này là khuôn vuông 18 cm, miếng giấy dầu á để lót cái khuôn để mình cho bánh vô nó không có bị dính khuôn. Còn nếu mà các bạn không có giấy thì mình thoa dầu hấp nóng khuôn nha, rồi hãy cho bột vô. Mình cho cái miếng giấy này thì mình cho bột trực tiếp luôn, khỏi cần phải hấp nóng khuôn, nó không có bị dính. Dàn đều nó ra. Các bạn khuấy sơ á, để cho phần chuối nó đều với bột. Khuôn bánh này bắt lên bếp để đem đi hấp. Và mình hấp trong vòng 15 phút. Trong thời gian đó thì mình khuấy cái bột lá dứa nè. Sau khi bánh mình hấp được 15 phút rồi, bây giờ mình kiểm tra nha, mình thấy cái mặt bánh nó khô ráo vậy nè. Rồi bây giờ mình sẽ múc cái lớp nước lá dứa mình cho vô. Cho vào thì cái lớp khoai mì chuối nó phải đặc, các bạn hãy cho vô, không thôi là hai lớp nó bị hòa với nhau luôn. Rồi bây giờ các bạn đậy nắp lại và mình hấp tiếp nha. Lần này thì mình sẽ hấp thêm 15 phút nữa cho bánh chín hẳn. Đúng thời gian là mình hấp tổng cộng khuôn bánh này nửa tiếng. Bây giờ các bạn có thể kiểm tra, mình lấy cây tăm que mình xăm vào giữa khuôn, dở lên thấy nó trong là nó chín. Lấy bánh ra và chờ cho bánh nguội chút xíu. Khuôn bánh nó nguội bớt rồi thì bây giờ mình lấy ra khỏi khuôn nha. Mình có lót miếng giấy này nè, nên nó tróc lót à. Các bạn nhìn thấy nó không bị dính nha. Lấy ra mình thấy cái bánh nó cũng láng đẹp nữa. Hoặc là các bạn lót bằng lá chuối nếu như mà không có cái miếng giấy dầu. Mình lấy bánh ra, sẽ cắt ra. Cắt bánh thì tùy theo sở thích à, các bạn thích cắt làm sao thì cắt nha. Mình cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ để khi ăn nó dễ hơn. Đây là phần bánh chuối khoai mì mình đã làm xong, có cái lớp màu hồng hồng cùng với cái lớp màu xanh từ lá dứa, nhìn rất là bắt mắt luôn. Miếng bánh thì dai dai dẻo dẻo nè, bên trong nó có chuối dẻo dẻo ha, nhìn nó không có bị quá mềm. Bánh khoai mì á, thì các bạn làm mình thấy nó sẽ ngon hơn so với mình khoa bột bình thường, vì nó có cái độ dai ngon tự nhiên từ khoai mì nè, và có cái độ ngọt thơm từ chuối nữa, hòa cùng với cái mùi lá dứa vừa đậm đà mà vừa hấp dẫn, ăn rất là ngon miệng luôn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này nha. Vui lòng đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, xem kênh ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.